Mặc dù Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, nhưng thực tế bệnh viện vẫn thiếu thuốc, vật tư. Người bệnh vẫn phải đi mua từ băng gạc cho tới kim tiêm. Bộ Y tế cho biết việc thiếu thuốc không phải do văn bản hướng dẫn của Bộ, cũng không do ảnh hưởng kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá. Đại diện Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ được ban hành từ đầu năm nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Cùng với đó, theo báo cáo kết quả trúng thầu đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá của các cơ sở y tế đến nay, đã thực hiện được 1/2 đến 2/3 thời gian gói thầu. Tùy từng gói thầu và tỷ lệ thực hiện của các cơ sở y tế trung bình đạt khoảng 60% số lượng thuốc trúng thầu được phân bổ. Việc nhiều cơ sở y tế đã mua được thuốc, một số cơ sở y tế không mua được thuốc không phải nguyên nhân văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng không do ảnh hưởng kết quả đấu thầu tập trung quốc gia và đàm phán giá. Trong 10 tháng đầu năm 2023, thì Cục Quản lý Dược đã có 9 đợt công bố các thuốc để gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc với hiệu lực thuốc đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mà theo cái nghị quyết số 80 của Ban Thường vụ Quốc hội thì hiện nay là chúng tôi đã ban hành với tổng số thuốc và nguyên liệu làm thuốc được công bố là 11.866 thuốc, trong đó có hơn 9.200 thuốc trong nước, 2.420 thuốc nước ngoài, 244 vaccine. Và bên cạnh đó thì Cục Quản lý Dược cũng đã cấp mới gia hạn giấy đăng ký lưu hành theo luật dược năm 2016 là 4.383 thuốc và công bố 79 thuốc là biệt tử cấp với 4 đợt điều chỉnh thông tin cho 149 thuốc biệt tử cấp. Và cho đến nay, tại thời điểm hiện tại thì có trên 22.000 thuốc có giấy đăng ký lưu hành còn đang hiệu lực với khoảng 800 hóa chất, nên cơ bản đảm bảo được nguồn cung ứng thuốc ở trên thị trường. Bộ Y tế hiện đã ban hành quyết định, kế hoạch triển khai thi hành luật đấu thầu trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, Bộ cũng khẩn trương hoàn thiện một số dự thảo thông tư về danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá. Quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tập trung, hình thức đàm phán giá, danh mục thuốc phục vụ công tác đấu thầu. Sau khi luật đấu thầu năm 2023 có hiệu lực, Bộ Y tế sẽ ban hành các thông tư này để các cơ sở y tế triển khai thực hiện. Hiện nay thì Bộ Y tế cũng đang khẩn trương xây dựng một số thông tư, bao gồm có cái thông tư liên quan đến danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá, cũng như là các quy trình thủ tục đối với các gói thầu được áp dụng hình thức đàm phán giá, và dự kiến sẽ ban hành sớm ở trong quý 1 năm 2024. Qua kiểm tra của Bộ Y tế cùng với báo cáo của các bệnh viện thì về cơ bản cái nguồn cung tổng thể là không thiếu, và các thuốc thì vẫn có ở ngoài thị trường, và qua báo cáo của các đơn vị là nó có thể chỉ thiếu một số cái liên quan đến vấn đề về mua sắm, cũng như là thiếu một số cái thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm do những cái khó đột xuất về mặt nguồn cung mà chúng ta không có dự trù trước, nên khi mà chúng ta cần đến thì là nó sẽ cần rất là nhiều thời gian để mà chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu đột xuất đó. Bộ Y tế kỳ vọng luật đấu thầu có hiệu lực, nghị định hướng dẫn thực hiện luật sẽ bao gồm cả những hướng dẫn tháo gỡ chính sách này, nên không lo ngại có khoảng trống chính sách trong năm 2024. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra rất phổ biến trong các cơ sở y tế công lập.